Tay cầm Xbox Series X chính hãng có gì với mức giá đâu đó khoảng 1 đồng 3 hiện nay? Let's go! Trên tay mình đang là một chiếc tay cầm Xbox Series X, hay anh em cũng còn gọi với tên là Xbox One X. Cả hai tên gọi đều là một dành cho mẫu tay cầm này nhé. Đây là một phiên bản màu đen có một cái dây cáp kèm theo hộp luôn. Vẫn có những cái phiên bản màu đen khác. Tuy nhiên thì cách đóng hộp của nó sẽ không có cáp theo siêu mà chỉ có pin theo siêu thôi. Và kể cả những cái bảng màu khác như ở đây mình có là màu trắng hay là màu xám. Đấy, thì tất cả nó cũng chỉ đóng hộp là pin theo siêu thôi. Hiện tại thì cái mức giá của bản cáp theo hộp này thì nó cũng tương đối tốt, gần như là mức giá tốt nhất hiện nay. Thì nếu như mà anh em đang muốn sở hữu cho mình một chiếc tay cầm Xbox Series X bản màu đen thì đây là một phiên bản mình nghĩ là anh em nên đặt. Một số những cái phiên bản màu khác như mình đã nói, như kiểu màu trắng, xám, đỏ, xanh các thứ ấy, thì nó sẽ không có dây cáp đi theo. Nên là khi mà anh em mua hàng tại shop tay cầm thì sẽ tặng kèm luôn cho anh một cái dây cáp Type-C nhá. Và một bộ bảo cần Alloc luôn được tặng kèm rồi. Rồi mở hộp những cái phiên bản mà kèm pin theo siêu. Ở đây mình đang có phiên bản màu xám nhá. Khi mà mở lên thì anh em sẽ thấy tay cầm ngay ở đây. Cái đó ở dưới này sẽ có một bộ pin 2A. Pin này thì anh em chỉ sử dụng được một lần thôi, dùng xong là anh em vứt. Bên shop thì cũng một vài những cái mẫu pin mà anh em sạc đi sạc lại được. Ở phía dưới thì có một vài những tờ hướng dẫn sử dụng. Nói chung thì anh em đọc thì đọc, không đọc thì thôi nhá. Đấy, bộ pin như thế này. Anh em có thể dùng không dây bằng cái bộ pin đó. Còn đây thì sẽ là phiên bản cáp theo siêu, cáp theo hộp. Thì chúng ta sẽ có gì đây? Thì ở đây mình sẽ bóc siêu nhanh luôn nhá. Đấy, mình sẽ bóc siêu này. Khi mở hộp của tay cầm lên thì anh em vẫn nhìn thấy là chiếc tay cầm Xbox Series X. Nhưng cái điều khác biệt thì anh em có thể nhìn thấy ngay ở phía dưới này, nó sẽ không còn là một bộ pin 2A nữa với phiên bản cáp theo siêu, mà ở đây nó có cái lỗ mà chẳng có cái gì cả. Thì anh em mở lên, ở dưới này đây, chúng ta sẽ có ngay một sợi dây cáp. Cái dây này nó tương đối dài anh em nhé. Dây này theo mình thấy là nó cũng dài đâu đó khoảng 3 mét đấy, cực kỳ dài luôn. Anh em chơi một cự ly xa thì vẫn thoải mái sử dụng cái dây cáp này. Ở dưới này đây thì nó cũng đóng hộp một chút sách hướng dẫn sử dụng luôn cho anh em. Đó, nó sẽ không có pin anh em nhé. Cái bản này thì sẽ có pin. Thực ra thì cái pin cũng chỉ sử dụng một lần thôi. Về cái giá trị thì mình nghĩ là một cái dây cáp xịn nó sẽ có giá trị nhiều hơn so với một cái bộ pin kia. Dây cáp xịn mà bình thường mà shop bán lẻ cũng khoảng hơn 100 đấy. Nên là mình nghĩ hơn 100 cái dây cáp thì nó cũng ngon hơn là cái bộ pin 2A. Với Xbox Series X thì nó rất là tiện trong cái khâu kết nối của anh em. Nó là của Microsoft, rất tối ưu trên Win. Nên là thường anh em sẽ cắm vào là sẽ sử dụng được ngay, chả cần cài những app hỗ trợ như khi anh em dùng PS4, PS4 Windows các thứ. Thì nhiều anh em phiền, không muốn cài kết gì cả, muốn cắm vào là chơi ngay ăn liền thì lên dùng tay cầm của Xbox. So sánh qua một chút về Xbox Series X và phiên bản trước đó là Xbox One S thì mình sẽ có một vài những sự so sánh nhanh sau. One S thì bây giờ nó ngừng sản xuất rồi, nên là anh em mua One S nó thường chỉ có bản cũ thôi. Mới thì bây giờ chỉ có Xbox Series X. Về sự khác biệt thì mình sẽ liệt kê cho anh em một vài điểm như sau. Về cổng kết nối thì trên One X sẽ là Type-C, còn One S sẽ là Micro USB. Thì mình đánh giá là Type-C sẽ ngon hơn. Tiếp đó sẽ là một chút sự khác biệt về cái ngoại hình ở cụm logo Xbox. Khi mà ở One X sẽ là cụm logo phẳng và One S thì nó sẽ có một chút lõm xuống như thế này. Phần D-pad của Xbox Series X thì mình nhìn thấy cũng đẹp hơn, sang trọng hơn về tổng thể. Form tay cầm thì cái form thì Series X sẽ nhỏ gọn, nó nhỏ hơn một xíu anh em ạ, nhỏ gọn hơn. Về pin thì cả hai sẽ dùng chung, cũng như là cái adapter wireless thì cũng dùng chung luôn. Về cách kết nối thì tay cầm này sẽ có 3 cách. Một là anh em dùng dây, hai là dùng qua Bluetooth, ba là dùng không dây qua wireless adapter. Và nếu như mà anh em cần mình hướng dẫn thì chắc là video tới mình sẽ lên video hướng dẫn chi tiết đầy đủ nhất để anh em có thể chơi chiếc tay cầm Xbox Series X này nha. Và chiếc tay cầm này đang đâu đó khoảng hơn 1 đồng tại shoptaycầm.com. Anh em đặt hàng thì đừng quên ủng hộ dành cho shop nha. shoptaycầm.com, thế giới tay cầm của bạn. Hướng dẫn kết nối tay cầm Xbox Series X chính hãng đơn giản nhất trên PC và laptop. Để kết nối tay cầm Xbox Series X chính hãng này, anh em sẽ có 3 cách kết nối như sau. Cách đầu tiên, chúng ta sẽ kết nối có dây. Vô cùng đơn giản thôi, anh em chỉ việc cắm một đầu dây vào tay cầm và đầu còn lại là cổng USB. Anh em sẽ cắm vào cổng USB của PC, của laptop của các bạn thì tay cầm sẽ nhận được ngay.
Khi mà nhận thì cái logo của Xbox ở giữa ấy, nó sẽ sáng lên như thế này anh em nhé. Khi đó thì anh em có thể vào trang gamepadtester.com để có thể test nút, test cần unlock trước khi mà anh em quẩy những cái tựa game mà mình yêu thích như FIFA, PES hoặc bất kỳ những cái tựa game nào mà hỗ trợ tay cầm trên máy tính. Và anh em có thể nhìn thấy không ạ? Cần unlock chuẩn đét 360 độ nha. Thứ hai đó là chúng ta kết nối không dây qua Bluetooth. Và để kết nối được Bluetooth ý, thì anh em phải đảm bảo cái tay cầm của mình luôn luôn phải có pin nhá. Anh em sẽ phải lắp pin vào tay cầm của mình. Với pin thì anh em sẽ lựa chọn một là pin tiểu 2A, hai là anh em sẽ sử dụng những bộ pin chuyên dụng của Xbox hoặc của Dobe hàng chính hãng như thế này. Thì ở shop tay cầm sẽ có đầy đủ những cái mẫu pin dành cho Xbox Series X các bạn nhé. Cùng với đó thì để kết nối Bluetooth thì máy tính của bạn sẽ phải có Bluetooth. Thường thì những con laptop thì sẽ có sẵn Bluetooth rồi, hoặc một số PC xịn, main xịn thì cũng có Bluetooth tích hợp. Tuy nhiên thì một vài anh em chơi PC mà không có Bluetooth thì anh em cần phải có thêm một USB Bluetooth nhé. Anh em mua kèm tại shop chỉ khoảng 50k thôi, cũng rất là rẻ. Rồi bắt đầu để kết nối Bluetooth. Bước đầu tiên thì anh em sẽ phải lắp pin vào tay cầm nhé. Và anh em nhớ lắp pin đúng cái cực âm dương nhé. Một vài anh em lắp sai nữa không lên nguồn. Và bước 2 thì anh em sẽ vào cái mục Bluetooth của máy tính. Sau đó các bạn ấn vào biểu tượng dấu cộng này. Sau đó các bạn vào Add a Device và chọn Bluetooth. Và bước thứ 3, trong cái thời điểm mà anh em dò sóng ở máy tính thì trên tay cầm các bạn sẽ giữ đồng thời cho mình là nút sóng ở bên ria hông của tay cầm và cái logo của Xbox để tay cầm sẽ nháy sáng liên tục như thế này. Và bước thứ 4 thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay ở mục Bluetooth, sẽ nhìn thấy ngay một con tay cầm Xbox Wireless Controller, tức là con tay cầm Xbox Series của các bạn chỉ cần tích vào đấy thôi. Đó, thì logo của tay cầm nó sẽ sáng ổn định, tức là cái tay cầm của chúng ta đã kết nối thành công rồi. Và anh em cũng có thể test lại nút của tay cầm giống hệt như kết nối có dây tại gamepadtester.com. Rồi cuối cùng đó là cách kết nối không dây qua Ether Wireless. Thì đây là cách kết nối không dây tốt nhất, ổn định nhất, tốt hơn so với cả kết nối Bluetooth. Tuy nhiên thì anh em sẽ phải cần mua thêm cho mình một adapter wireless chuyên dụng. Cái giá của nó đâu đó sẽ khoảng tầm 300-400. Số tay cầm đều có đầy đủ hết anh em nhé. Các bước kết nối thì cũng rất là đơn giản thôi. Bước đầu tiên thì luôn luôn anh em sẽ phải lắp pin vào tay cầm để đảm bảo tay cầm mình có điện. Bước thứ hai, chúng ta sẽ cắm adapter wireless vào cổng USB của máy tính. Bước thứ 3, anh em giữ đồng thời nút sóng ở đầu adapter wireless. Ở trên đầu của nó sẽ có cái nút ấn, anh em sẽ giữ ở đấy để cái sóng của adapter sẽ nháy liên tục. Và trên tay cầm thì anh em cũng giữ đồng thời nút sóng ở riêng tay cầm và logo của Xbox, tương tự như anh em kết nối Bluetooth. Và bước thứ 4 thì trong cái thời điểm đó thì wireless adapter cùng với tay cầm nó sẽ tự tìm và kết nối với nhau. Và khi mà cái tay cầm của bạn, cái logo Xbox nó sáng ổn định rồi thì tức là tay cầm của chúng ta đã kết nối thành công với PC, với laptop rồi. Và để test nút xem đã chuẩn hay chưa thì chúng ta vẫn tiếp tục test lại ở trang gamepadtester.com. Rồi, rất là đơn giản thôi, đó là 3 cách kết nối tay cầm Xbox Series X, Xbox One S trên PC, laptop mà shop tay cầm hướng dẫn cho anh em để anh em có thể quẩy FO4, quẩy PES hay bất kỳ những tựa game nào mà anh em ưa thích, anh em đang chơi. Có những câu hỏi gì, có những thắc mắc gì thì anh em đừng ngần ngại comment và inbox dành cho shop tay cầm để hỗ trợ tốt nhất dành cho anh em nha. Và để mang chiếc tay cầm Xbox Series X chính hãng này về căn phòng của mình thì anh em đừng quên ủng hộ dành cho shop tay cầm.com nha. shop tay cầm.com, thế giới tay cầm của bạn.